Nếu chỉ do trời thì cúng dường chỉ nhọc công, không cần cúng dường, trời cũng khiến người kia thành tựu thần trời. Nếu nói do cả hai, tức dùng cúng dường nhiếp hàng chư thiên tùy theo sở nguyện tư duy đều khiến được quả như ý. Nếu vậy, bài chủng tư để thành tựu quả như ý không đúng nên không đúng đạo lý. Đó là cúng dường duyên nơi nhiếp thọ, hàng tín giải duyên nơi tín giải, ở nơi sự tín giải, ở nơi năng đạt đến thần trời tối thắng, ở nơi năng đạt được quả như ý vui giàu sang tối thắng, ở nơi năng hoại diệt sở hữu oán địch như Atula, ở nơi rời chuyển chìm đoạn. Lại nữa có bốn chủng thành tịnh: thành tịnh danh, thành tịnh ngữ, thành tịnh tự tánh, thành tịnh hình tướng. Lại hình tướng đây có uy đức rộng lớn khiến đoạn các lưới nghi, năng khéo ký biệt, năng khiến giáo hóa người có giáo hóa là chỗ quy y của trời người, khéo năng dằn nhắc dẫn dạy, năng chứng tánh xuất ly, năng hàng phục ngoại đạo. Lại nữa sao gọi là nên biết tưởng sự như sắc thì thiết sắc chỉ giả danh có, chẳng phải thật vật có. Tưởng huân tập danh lời mà kiến lập tức, duyên tưởng sự sắc kế chấp cho là tánh sắc. Tánh đầy chẳng phải thật vật có, chẳng phải thắng nghĩa có, cho nên như pháp tưởng sắc đầy, hết thảy đều chẳng phải chân thật có, chỉ là tự tánh biến kế sở chấp, nên biết là giả có. Nếu trừ bỏ tưởng huân tập danh lời mà kiến lập thức, như duyên tưởng sự sắc ấy, tánh lìa ngôn thuyết, nên biết tánh đầy là thật vật có, là thắng nghĩa có ư, trong đầy thành lập ngôn luận đạo lý như trong Bồ Tát Địa đã thuyết. Nếu tưởng huân tập danh ngôn mà kiến lập thức, duyên tự tánh biến kế sở chấp làm cảnh, tức thuyết tánh đầy chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải giữa hai có chút phần khả đắc, chẳng phải đã sanh, chẳng phải sẽ sanh, chẳng phải đang sanh, chẳng phải đã diệt, chẳng phải sẽ diệt, chẳng phải đang diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn. Vì cớ sao? Vì đây chỉ là giả có, chẳng phải thắng nghĩa có. Nếu tự tánh các pháp đề danh lời, nên biết tánh đầy phàm phu sở sanh tà chấp làm duyên, đã sanh sẽ sanh, đang sanh, đã diệt sẽ diệt, đang diệt. Nếu chưa vĩnh viễn đoạn tận, chưa biết khắc, liền thành tạp nhiễm. Nếu đã vĩnh viễn đoạn, đã biết khắc, liền thành thành tịnh. Lại nữa có bốn pháp năng khiến Bồ Tát nhiếp đa văn chân chánh, đó là trí đa văn, chứng đa văn, quả đa văn và tịnh đa văn. Như thứ tự đây thì tướng bồ đề nguyện, việc bạn lành, lực tư trạch, trụ trốn không nhà nên biết cũng vậy. Hỏi ý lạc giới của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: chỗ hiền có tánh tin hiểu đối với Phật pháp. Hỏi: tăng thượng ý lạc giới của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: chỗ hiền có đức tin hiểu đối với Phật pháp. Hỏi: thắng giải giới của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: chỗ hiền tin hiểu đối với Phật pháp khả đắc. Hỏi: mẫn của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: đối với các khổ của hữu tình hiện tiền, tùy sanh bi mẫn. Hỏi: bi của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: đối với các nhân khổ của hữu tình hiện tiền, tùy sanh thương xót. Hỏi: tuệ của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: vì thông đạt tánh sở, tánh như sở hữu nơi cảnh sở trì. Hỏi: trí của chư Bồ Tát thế nào? Đáp: vì thông đạt tánh tận sở hữu nơi cảnh sở trì. Lại có ba chủng tư duy quá hoạn: tư duy không rốt ráo, tư duy phi xứ, tư duy điền đảo. Lại nữa nên biết sở hành ngoại thí của chư Bồ Tát do bảy chủng tướng mới được thành tịnh: một, thí vật thành tịnh; hai, giới thành tịnh; ba, kiến thành tịnh; bốn, tâm thành tịnh; năm, ngữ thành tịnh; sáu, trí thành tịnh; bảy, cấu thành tịnh. Mỗi chủng thành tịnh như vậy đều có 10 tướng. Một, sao gọi là 10 tướng thí vật thanh tịnh? Một, thí rộng lớn vì nhiều chủng loại sai biệt; hai, thí bình đẳng vì không thêm không bớt; ba, thí đúng thời vì đúng lúc người vui thích; bốn, thí thượng diệu vì đầy đủ sắc; năm, thí thành tịnh vì chẳng phải vật bất tịnh tạp uế; sáu, thí như pháp vì tương ưng không tội; bảy, thí tùy vui vì theo chỗ vui thích của người cầu; tám, thí lợi ích vì theo chỗ thích hợp của người; chín, thí hoặc nhanh hoặc chậm vì quán người cầu kia; mười, thí không gián đoạn vì không đoạn dứt. Hai, sao gọi là 10 tướng giới thanh tịnh? Một, phát sinh tinh tấn làm ra tài vật, lấy đầy hành huệ thí; hai, tự tay xếp đặt tài vật mà hành huệ thí; ba, lìa vật dơ bẩn mà hành huệ thí; bốn, như pháp mà thí; năm, dùng tài vật có được như pháp mà hành huệ thí; sáu, dứt trừ các ác mà hành huệ thí;
7. Điều phục các căn mà hành huệ thí. 8. Ân trọng cung kính mà hành huệ thí. 9. Tự tài mà thí. 10. Đối với người tôi tớ của mình chấp hành ân dưỡng, nhưng sau huệ thí cho người đến cầu. 3. Sao gọi là 10 tướng kiến thanh tịnh? 1. Không chấp ta năng hành thí và thí là của ta mà hành huệ thí. 2. Không so sánh với người rằng ta là hơn, là bằng, là thua mà hành huệ thí. 3. Không quán người sẽ có báo đáp mà hành huệ thí. 4. Không quán đường lai có được thú vui giàu sang sung túc vi diệu mà hành huệ thí. 5. Không quán thí hoàn toàn không có quả mà hành huệ thí. 6. Không quán thí chẳng có quả tương tự mà hành huệ thí. 7. Không quán thí có quả điên đảo mà hành huệ thí. 8. Không quán sát hại là bạn nữ tốt mà hành huệ thí. 9. Không quán có được tướng tốt lành kỳ lạ mà hành huệ thí. 10. Không vì thế gian ca ngợi khen tặng mà hành huệ thí. 4. Sao gọi là 10 tướng tâm thanh tịnh? 1. Tâm lân mẫn yêu thương mà hành huệ thí, tức là tự tánh nhu nhuyến đối với hữu tình. 2. Tâm trân trọng quý mến mà hành huệ thí, tức là đối với đối tượng được thí. 3. Tâm bình đẳng mà hành huệ thí, tức là đối với người oán thân và không oán thân. 4. Điều phục cấu tâm mà hành huệ thí, tức là cấu sẻn tiếc và cấu tích chứa. Nếu không thí cho người, gọi là cấu sẻn tiếc. Nếu không thọ dụng cho bản thân, gọi là cấu tích chứa. 5. Tâm hân lạc mà hành huệ thí, tức là do 7 tướng. Vì đối với người đến cầu ở vị lai phát tâm hỷ lạc. Vì đối với người đã đến cầu mới gặp liền sanh tâm tịnh tín. Vì lúc đang thí sanh tâm dẻo vui. Vì sanh tâm tĩnh định. Vì sanh tâm không nhảm đủ. Vì sanh tâm ý hướng đến không não hại. Vì thí rồi tâm không hối tiếc. 6. Tâm nhẫn nhục mà hành huệ thí, tức là người cầu có tâm chướng ngại chống đối mạnh mẽ thì năng khảm nhẫn và không buồn chán. 7. Đem tâm từ mà hành huệ thí, tức là đối với người có não hại. 8. Đem tâm bi mà hành huệ thí, tức là đối với người có khổ. 9. Đem tâm hỷ mà hành huệ thí, tức là đối với người có công đức. 10. Đem tâm xả mà hành huệ thí, tức là đối với thân bằng quyến thuộc. 5. Sao gọi là 10 tướng ngữ thanh tịnh? 1. Trước đối với Phật thí, thật lòng buông xả cho người đến cầu. 2. Nếu khi kia đến liền tán thán, lành thầy đã đến. 3. Xa lìa nhăn nhó bực bội, mắt nhìn đối diện vẻ mặt thư thái, tươi cười vui vẻ, mở lời hỏi thăm trước. 4. Dùng lời nhu nhuyến cùng trò chuyện khích lệ an ủi người đến cầu xin. 5. Từ đây không gián đoạn nói lời, rất vui mừng được thí cho ông tiền của Phật thực vừa ý. 6. Đang lúc phát thí nói lời, tôi này huệ thí cho ông. 7. Nếu người kia phát khởi chống đối chướng ngại hiện nơi sắc mặt, chẳng được phát lời thô. 8. Đối với người cầu xin hoặc trước mặt hoặc sau lưng không chê hủy, cũng không bàn nói. 9. Nếu không có vật để thí thì khéo léo mở lời từ chối, hứa là nếu có vật sẽ tùy thí cho. 10. Đối với người cầu xin chọn không đối diện của trách xua đuổi, chế nhạo khinh khi, cũng không khiến họ biến sắc ôm lòng xấu hổ. 6. Sao gọi là 10 tướng trí thanh tịnh? 1. Trí thanh tịnh do huệ thí. 2. Trí thanh tịnh do người cầu. 3. Trí thanh tịnh do Phật thí. 4. Trí thanh tịnh do gia hạnh thí. 5. Trí thanh tịnh do dùng thí để thành thục hữu tình. 6. Trí thanh tịnh do phương tiện thiện xảo. 7. Trí thanh tịnh do thấy quá hạn của các dục. 8. Trí thanh tịnh do trừ cấu. 9. Trí thanh tịnh do xa lìa và nhiếp thọ đối với bạn hữu. 10. Trí thanh tịnh do ẩn kín sáu phương. Trí thanh tịnh do huệ thí. Ở nơi tên gọi khác của thí, ở nơi thể tướng thí, ở nơi huấn tử thí, ở nơi sai biệt thí, đều như thật biết mà hành huệ thí. Trí thanh tịnh do người cầu, đối với tất cả hữu tình, đều hiểu biết vì phước điền mà hành huệ thí. Đối với các hữu tình, hoặc cao hoặc thấp, hoặc được hoặc mất, hoặc quán hoặc ân, đều năng khéo rõ biết, tùy theo người đến cầu có tầm vui sai khác mà hành huệ thí. Lại trước dùng tất cả tài Phật thí khắp các loại hữu tình, ý vui xả thí, người đến cầu tự nhiên lấy, đều sanh tùy hỷ. Trí thanh tịnh do Phật thí, hoặc ở nơi tất cả nghiệp công xảo, trí khéo léo nên nhanh chóng thu được tài Phật mà hành huệ thí, hoặc do nhiếp thọ thiện cảm đời trước, hiện pháp chiêu cảm có được tài Phật mà hành huệ thí, hoặc phát thần thông, hoặc do pháp thọ nhận xếp đặt tài Phật mà hành huệ thí, hoặc do tích tập tài bảo từ các phương tiện khác mà hành huệ thí, như khuyến khích dẫn dạy người hoặc đảm nhiệm công việc kia. Trí thanh tịnh do gia hạnh thí, ở nơi gia hạnh thí năng khéo rõ biết, không khiến người cầu thân tâm mỏi mệt,
tự tâm không nhiễm mà hành hoại thí, khéo năng phân bố thí người đến cầu, thí người nghèo thiếu, thí người không nơi nương tựa, thí người ác hành, thí người diệu hành, thí tôi tớ theo mình. Nếu tài vật có nhiều, tài vật trung bình, tài vật có ít, thì tùy theo chỗ thích hợp, nên đúng phép tắc hành thí chẳng được không thuận phép tắc. Trí thanh tịnh, do dùng thí để thành thục hữu tình, tức là khéo hiểu biết thí năng thành thục các hữu tình mà hành hoại thí, dùng vật thí cùng các đại chúng khắp cùng hành thí, cũng khiến đại chúng sanh vô lượng phước, lại đối với người bần cùng nghèo khổ chung vui hành thí, tức là đem tài vật của mình chia sẻ cho kia, rồi khiến cái hành thí hoặc có người không nghèo túng mà ôm lòng sẻ tiếp, tùy muốn huệ thí mà chẳng muốn dùng tài vật của mình hành thí, Bồ Tát liền đem tài vật đến cho rồi khiến kia huệ thí. Nếu kia muốn góp phần trong ruộng Phật Pháp hoặc ruộng của Tăng, Bồ Tát liền đem tài vật thí xả cho kia, khiến kia tạo là. Do nhân duyên đây, ở trong hai cửa đều sanh vô lượng phước. Trí thanh tịnh do phương tiện thiện xảo, hoặc do dạy dẫn khiến hành huệ thí, hoặc do lực cưỡng ép khiến hành huệ thí, hoặc do lãnh ân kia khiến hành huệ thí, hoặc do kế sống khiến hành huệ thí, hoặc do thần lực khiến hành huệ thí. Trí thanh tịnh do thấy quá hoạn của các dục, tức là ở nơi sở hữu quá hoạn của các dục, như thật rõ biết mà hành huệ thí, đó là ở trong khổ uẩn rõ biết thời của hai chủng quá hoạn, hiện pháp hậu pháp, hoặc rõ biết thời của năm chủng quá hoạn, đó là năm chủng quá hoạn như kinh đã thuyết, hoặc rõ biết thời của sáu chủng quá hoạn, đó là tăng ngữ, các dục đầy đáng sợ hãi. Hết thể loại như vậy, như kinh đã rộng thuyết, hoặc rõ biết thời của bảy chủng quá hoạn, đó là biết các dục vô thường, hương ủy của vọng, là pháp có lỗi, giống như huyễn, hoặc làm mê loạn ngu phù, hoặc rõ biết thời của tám chủng quá hoạn, đó là biết các dục như sương mục, như kinh đã thuyết, cho đến như cây có quả chín. Trí thanh tịnh do trừ cấu ở nơi sự khiển trừ 14 cấu nghiệp, như thật rõ biết mà hành huệ thí, như trong kinh thì khứ lạc cà đã thuyết. Trí thanh tịnh do xa lìa và nhiếp thọ bạn hữu, tức là khéo xa lìa bốn chủng bạn ác, nhiếp thọ bốn chủng bạn lành mà hành huệ thí, như trong kinh thì khứ lạc cà đã thuyết. Trí thanh tịnh do ẩn kín sáu phương, tức là ẩn kín sáu phương mà hành huệ thí, như trong kinh thì khứ lạc cà đã thuyết. 7. Sao gọi là 10 tướng cấu thanh tịnh? 1. Xa lìa cấu giải đãi mà hành huệ thí, tức là hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thân mỏi mệt hoặc không mỏi mệt, hoặc thân gầy yếu hoặc không gầy yếu mà thường huệ thí. 2. Xa lìa cấu tham mà hành huệ thí, tức là đối với tài vật. 3. Xa lìa cấu sân mà hành huệ thí, tức là đối với người cầu. 4. Xa lìa cấu si mà hành huệ thí, tức là đối với nhân quả. 5. Xa lìa cấu chướng mà hành huệ thí, tức là bốn chủng tướng, không thường xuyên huân tập, thiếu thốn sai đắm, quán sát quả. 6. Khéo phân chia khắp mà hành huệ thí, tức đây xa lìa cấu chẳng phải đạo lý, đó là đối với người bần cùng thiếu thốn, đối với người có tiền của bậc trung, đối với người giàu có. 7. Do viên mãn mà hành huệ thí, tức đây xa lìa cấu thiểu giảm, bao gồm sự viên mãn và ý lạc viên mãn. Sự viên mãn lại có 7 tướng: 1. Thí tài sản của mình; 2. Thí đất nước; 3. Thí hữu tình; 4. Thí y phục; 5. Thí nhà cửa; 6. Thí chỗ ở; 7. Thí nội thân. Ý lạc viên mãn đối với nội thân và tài bảo bên ngoài tự tại thu được, ý lạc không đóng trước. 8. Do thanh tịnh mà hành huệ thí, tức đây xa lìa cấu không thanh tịnh, đó là do 10 chủng thanh tịnh như không chấp không thủ, như trong phần bản địa đã thuyết. 9. Khéo quan sát mà hành huệ thí, tức đây xa lìa cấu ác huệ, bao gồm quan sát vật thí, quan sát ý lạc và quan sát ruộng kia. Quan sát vật thí, quan sát thọ dụng vượt thắng hơn so với tích chứa. Quan sát huệ thí vượt thắng hơn so với thọ dụng. Vì cớ sao? Hoặc Bồ Tát chỉ tích chứa không thể tự lợi, không thể lợi tha, không lợi ích ở hiện pháp, không lợi ích ở hậu pháp. Hoặc Bồ Tát chỉ tự thọ dụng, gọi là nhiêu ích mình, không nhiêu ích người, gọi là lợi ích hiện pháp, không lợi ích hậu pháp. Hoặc Bồ Tát năng hành huệ thí, liền tự phát sanh hoàn hỷ rộng lớn, gọi là nhiêu ích mình, gọi là nhiêu ích người, gọi là lợi ích hiện pháp, gọi là lợi ích hậu pháp. Quán sát ý lạc lược có bốn chủng: 1. Ở trong nhân, ý lạc không điên đảo; 2. Ở trong quả, ý lạc không đắm trước; 3. Đối với hữu tình, ý lạc bì mẫn; 4. Ở nơi nhất thiết trí, trí ý lạc viên mãn. Do hết thảy loại ý lạc như vậy mà hành huệ thí.